Xin chào các bạn lại đến với kênh của Ship. Hôm nay Ship sẽ reaction một video của Bếp Barbie. Không phải là một video kinh dị, mà là một video khá vui nhộn. Ok, Ship không nói nhiều nữa. Bây giờ Ship và các bạn cùng vào reaction video Bếp Barbie. Video này tầm 28.169.314 lượt xem, tính tới thời điểm hôm nay Ship reaction. Ok, do kênh YouTube Roscoe MC Gilly Cupdy. Sorry các bạn. Nói chung là vậy đó. Kênh YouTube này chuyên edit về Bếp Barbie các bạn. Blah. Các bạn có thể vào kênh của Roscoe MC Gilly Cupdy xem Bếp Barbie edit funny video. Ok. Chúng ta cùng bắt đầu với video có lượt xem cao nhất của kênh này. Ok. Poppy. Ship sẽ không nói rõ cái từ Poppy này là như thế nào. Ship sẽ để một cái icon cho các bạn tự hiểu. Ok. What the heck, shopping hay Poppy? Ok. Peppa và Joy. Ok. George like the thing. Peppa và Joy hit Poppy. George loves sitting in the trolley. George thích ngồi trong xe đẩy. Cái mặt này giống thích luôn các bạn. So does Peppa. Peppa cũng vậy. Daddy, can I sit in the trolley too? Daddy, con có thể ngồi trong xe đẩy giống cho được không? Nope. Nope. Theo ba có cần tàn nhẫn với Peppa vậy không? Ok, tiếp. You're too big for the trolley, Peppa. Con quá lớn so với xe đẩy. Ok, lớn ghê. But you can help with the shopping. Nên con có thể giúp ba mua sắm. Nhìn mặt vui ghê luôn. We've got four things on the list. Chúng ta có bốn thứ trong danh sách. Bóp. Nhiều bóp hơn. Xô đựng bóp. I'll find it all. Con sẽ tìm tất cả. What? Trời ơi. Peppa and George love George. Peppa, 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 Peppa. Trời, mới remix được luôn, quá trời. Đỉnh cao vậy trời. Ok. First we need to die. First we need to die. First we need to die. I can see them, I can see them. 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 What the? I see. Lắc quay chân. Bếp ba phiên bản lắc cực mạnh. One. Now, put them in the trolley. Bây giờ bỏ nó vào xe đẩy nè. Con đã tìm được thấy những trái cà chua. What's next on the list? Spaghetti Getty. Spaghetti. Mỹ. That's right, George, but it's called Getty. Get spaghetti. Get spaghetti. Spaghetti. Spaghetti is spaghetti. Spaghetti. Peppa and George's favorite. What's next on the list, Peppa? Crisps. What the? Oh my god. Cái gì vậy? Oh, lắc rồi. Khoai tây không có nằm trong danh sách. Còn có món gì khác không? Vẫn là khoai tây. Vẫn là khoai tây. Cái ông bà kiểu như mày làm con gái tao hơi lâu rồi đó. Crisps. Dữ lắm. Just can't remember. Can you remember, George? Dinosaur. George. There aren't any dinosaurs in the supermarket. Không có bất kỳ con khủng long nào trong siêu thị đâu, George. Market. Yeah, buddy. The next thing on the list
is poop. Món tiếp theo trong danh sách là poop. Ok. Daddy Pig is making poop for lunch. Lợn bố đang làm đồ ăn trưa ngon lành. Nice. Nice. Còn một thứ cuối cùng trong danh sách. A plant? Is that on the list? Oh no, George. The last thing on the list is a plant. Oh. You can choose the choose. You can choose the choose. There are apples and oranges and bananas and a very big melon. No! What a melon! A melon! What the heck, con mắt? Vui ghê. Trời ơi, con nhỏ này đang coi nhiều các bạn, quá trời. Tomatoes. Tomatoes. Ủa, chip nhớ nó lấy có một giỏ không? Tomatoes. 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 Oh my god, cái màn hình đáng sợ nhất trong lịch sử xem máy tính. Melon. Chocolate cake. Bánh sô cô la. Chocolate cake. Is that on the list? Pepper. Did you put the No, mommy. George. Did you put the No. Come on. I put it in. Mày không đặt thì ai đặt? Mày không đặt thì ai đặt? Well, I put it in. Heo mẹ tự đặt, heo mẹ quá đời. Với ba kiểu đỉnh của chớp luôn. Oh, let's pretend it was on the list. Cứ giả bộ như bánh sô-cô-la có trong danh sách đi. Tao bỏ vô, tao thích bỏ vô thì sao? Làm gì được nhau? Chocolate cake. But seriously, when we get home, I'm going to kill you. Nhưng nghiêm túc, khi mà tụi mày về nhà, tao sẽ xử đẹp từng đứa. Kiểu vậy các bạn. Và ship vừa reaction xong một video vui nhộn của Peppa Pig do kênh YouTube này edit lại các bạn. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của ship. Nếu các bạn thích những video của ship thì hãy nhớ nhấn chuông đăng ký kênh, cũng giống như là like và share. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.